Ngày 22 tháng Giêng, Thánh Vinh Sơn ở Sagarossa. Khi Đức Giêsu có ý định bắt đầu hành trình của người đến sự chết, Thánh sử Luca viết, người quyết tâm đi về Jerusalem. Đây là sự can đảm không lay chuyển đặc biệt của các vị tử đạo. Những gì chúng ta biết về Thánh Vinh Sơn là từ nhà thơ Prudentius. Các hành vi của thánh nhân đã được tự do tô điểm bởi trí tưởng tượng của người biên soạn. Nhưng Thánh Augustine, trong một bài giảng về Thánh Vinh Sơn, đã nói về sự tử đạo của Ngài. Tối thiểu, chúng ta được biết chắc chắn về tên của Ngài, về chức vụ phó tế, về cái chết và nơi chôn cất Ngài. Theo truyền thuyết, và cũng như các vị tử đạo tiên khởi, điều Ngài được tán tụng phải xuất phát từ đời sống anh hùng của Ngài. Thánh Vinh Sơn được phong chức phó tế bởi một người bạn của Ngài là Thánh Giám Mục Valerius ở Sagagossa, nước Tây Ban Nha. Vào năm 303, các hoàng đế Roma ban chỉ dụ chống đối hàng giáo sĩ và chống đối giáo dân vào năm kế tiếp. Phó tế Vinh Sơn và Đức Giám Mục Valerius bị giam ở Valencia. Sự đói khổ và tra tấn không làm gì được các ngài. Đức Valerius bị đi lưu đày và hoàng đế Dacian dồn mọi sự tức giận lên phó tế Vinh Sơn. Mọi hình thức tra tấn đều được sử dụng, nhưng kết quả chỉ làm Dacian thêm rối trí. Chính ông ra lệnh đánh đập các lý hình vì sự thất bại của họ. Sau cùng, ông đề nghị nếu phó tế Vinh Sơn giao nộp sách thánh để đốt theo như chỉ dụ của hoàng đế thì ông sẽ tha cho. Nhưng thánh nhân cương quyết không nhượng bộ, sự tra tấn tiếp tục. Nhưng dù nằm trên vị sắt được nung nóng, người tù nhân vẫn can đảm chịu đựng, đến nỗi chính lý hình cũng phải nản chí. Sau cùng, phó tế Vinh Sơn bị ném vào một xà lim dơ bẩn. Ở đây, Ngài đã hoán cải người cai tù. Dacian tức điên người, nhưng lạ lùng thay, ông lại ra lệnh cho tù nhân được tĩnh dưỡng đôi chút. Các tín hữu đến thăm phó tế Vinh Sơn, nhưng Ngài không còn thì giờ để nghỉ ngơi ở trần thế. Khi họ đặt Ngài lên chiếc giường êm ả, thì Ngài đã đi vào nơi an nghỉ đời đời. Lời bàn: các vị tử đạo là gương mẫu anh hùng mà chỉ quyền năng Thiên Chúa mới có thể thực hiện được. Chúng ta biết sức người không thể chịu đựng nổi các tra tấn như Thánh Vinh Sơn mà vẫn trung tín với đức tin. Nếu chỉ cậy dựa vào sức con người thì quả thật không ai có thể trung tín với Thiên Chúa, ngay cả khi không bị tra tấn hoặc bị đau khổ. Thiên Chúa không đến giải cứu chúng ta vào những giây phút cô đơn đặc biệt. Ngài luôn luôn hỗ trợ người mạnh mẽ cũng như kẻ yếu đuối.